Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Stonic Bị. Và ngày hôm nay Stonic Bị sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy mài khuôn. Đây là một cái dòng máy mài khuôn của thương hiệu Wesco với cái mã là WS3113K. Thì theo thông tin mình được biết là cái máy mài khuôn của thương hiệu Wesco này là một trong những cái máy mài khuôn bán chạy nhất của thương hiệu ở Brazil. Thì ngày hôm nay Stonic Bị cũng cảm thấy là cái máy này nó sẽ khá phù hợp với anh em và cũng như cái độ đa năng của nó. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái con máy mài khuôn Wesco này. Thì đây là một sản phẩm của thương hiệu Wesco của Brazil và hàng được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Đây, máy là máy sử dụng motor là motor 160W và vòng tua nó có thể chỉnh được là từ 8.000 cho đến 35.000 vòng trên một phút và có chế độ khóa nha anh em. Đây, sản phẩm này thì ở bên Brazil thì người ta sẽ bảo hành cho anh em là được 1 năm, nhưng mà ở Việt Nam thì nhà cung cấp họ sẽ bảo hành cho anh em được 6 tháng nha anh em. Đây, thì bây giờ ngoài hộp thì nó sẽ như vậy, còn bên trong nó sẽ như thế nào mình sẽ giới thiệu cho anh em sau đây. Đây, thì mình thấy là cái con này nếu như mà anh em nào mà làm thợ kim hoàn á, hoặc là làm anh em thích mà chế cháo đồ này kia á, thì anh em sử dụng con này là hết ý luôn. Thì bên ngoài thùng nó cũng sẽ có in một cái logo. Cái này nó dán nha anh em, nó sẽ dán một cái logo của thương hiệu Wesco ở đây. Hàng này là hàng chính hãng nha anh em. Đây, nguyên bộ nó sẽ không khác gì với lại những cái bộ mà máy mài khuôn hiện tại trên thị trường hiện nay như Toto, Inco hoặc là những cái máy mài khuôn như là TBC. Thì những cái dòng đó nó cũng rất là hot rồi, thì sau đó cũng đã bán rất là nhiều. Thì tại sao mà cái điều mà làm cho cái máy Wesco này nó trở nên đặc biệt là như thế nào? Ở đây thì nó sẽ chia cho anh em là hai cái cục đầu này để anh em có thể chuyển được, anh em có thể gắn được cái tay cầm này vào trong cái máy để anh em tiện hơn về cái việc mà thao tác của anh em khi mà làm việc lâu dài. Thế này tí mình sẽ giới thiệu với anh em. Đây là toàn bộ cái máy có màu xanh này, xanh xi măng và màu đen, rất là đặc trưng của thương hiệu Wesco. Và máy này là máy sử dụng động cơ có chở than. Anh em thay chở than ở đây nha anh em. Phần trên này sẽ có một cái nút để anh em có thể khóa nè. Anh em mở cái này ra để anh em có thể thay những cái đầu phụ kiện. Đây là nút on off của máy, cũng như là đây là cái phần để anh em có thể chỉnh được tốc độ. Đây, cái máy này anh em có thể treo được nha anh em. Đó. Đây là thông số kỹ thuật của hãng. Thương hiệu Wesco sử dụng dòng điện 220, 240, 50-60 Hz. Tốc độ không tải là từ 8.000 đến 35.000 vòng trên một phút. Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Đây, thì anh em thấy phụ kiện của nó cũng sẽ bao gồm cho anh em là một cái dây nối dài này để anh em làm việc, và cũng như là sẽ kèm theo cho anh em rất là nhiều phụ kiện ở đây. Những cái đá mài, những cái nhám, cũng như là những cái miếng đánh bóng, cái lưỡi cắt. Thì những cái phụ kiện này anh em đều có thể mua rất là dễ dàng ở bên ngoài. Thì cái này thì cũng không có gì quá đặc biệt để giới thiệu với anh em hết. Mà bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em cái phần đặc biệt nhất của nó. Thì nó sẽ có một cái tay cầm như thế này. Khi mà anh em đưa vào đây, nếu như mà anh em gắn cái đầu này là dùng để anh em chuyên cầm cái máy, cầm như thế này. Anh em cầm như thế này anh em làm, hoặc là anh em cầm như thế này anh em làm, thì những cái đó sẽ, đôi khi nó sẽ không có được tiện lợi lắm cho anh em. Thì nên cái thương hiệu Wesco này nó sẽ làm cho anh em một cái tay cầm phụ để anh em gắn vào, anh em có thể làm việc một cách dễ dàng hơn. Giống như là anh em cầm một cây bút vậy đó, hoặc là anh em thấy giống như là cầm một cái máy phun sơn vậy đó. Anh em để nè, anh em cầm trên tay rất là chắc chắn nha anh em. Đó, khi mà anh em làm, anh em như là một anh em đang vẽ vậy đó. Thì cái máy Wesco này nó rất là tiện lợi ở chỗ đó. Và những cái thương hiệu khác cũng có một cái thân máy giống y như vậy, nhưng nó không có tay cầm phụ giống vậy. Đó, anh em thấy, đó là cái điều đặc biệt của thương hiệu Wesco mà làm nên cái sự nổi tiếng, cũng như là cái mật độ bán của nó là số 1 ở Brazil. Thì hôm nay hàng thì cũng đã có sẵn tại Stonic Bị rồi. Thì nếu như mà anh em nào muốn mua hàng, anh em cứ lên trang web stonicbị.com hoặc là stonicbị.vn để có thể liên hệ đặt hàng. Thì cái dòng này hiện tại có cái mức giá cũng khá là rẻ thôi, từ 500 mấy nghìn thôi, mình không nhớ. Thì bây giờ tí nữa thì mình sẽ up lên trên trang web, thì anh em nào cần thì anh em sẽ tham khảo, hoặc là giá mình cũng sẽ để trên tiêu đề cho anh em dễ tham khảo luôn. Bên trong nó sẽ bao gồm cho anh em là sách hướng dẫn sử dụng, cũng như là phiếu bảo hành, thì nó sẽ dán ở bên ngoài, hãng sẽ dán bên ngoài cho anh em. Đây, đó. Rồi, thì nếu như anh em nào mà cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm máy mài khuôn
với cái mã là WS311 3K của thương hiệu Wesco này, anh em cứ liên hệ với store thiết bị qua số hotline là 078 6766 818, hoặc là đến trực tiếp store thiết bị luôn với địa chỉ là 262/1/15 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo. Sẽ có một nút phần bấm đăng ký kênh ở bên trang bên phần bên này, thì anh em hãy bấm vào đó và đăng ký kênh cũng như là bấm cái dấu chuông để nhận thêm những cái thông báo ưu đãi cũng như là chương trình khuyến mãi của store thiết bị trong thời gian sắp tới. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em.